Các bạn thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip chạy thử tất cả các loại động cơ rootless này. Các cái loại này là tháo từ máy photo có, máy in có. Đây mình có rất nhiều loại, loại này, loại nhỏ này. Đây. Đó, chúng ta có 6 loại khác nhau nè các bạn. Con này với con này không giống nha các bạn. Con này nó dày hơn nhiều. Đó. Thì có 2 4 6 loại motor này. Thế thì tất cả đây là đều là motor roulette không trở than của máy photo chạy 24V hết. Thì một số con, ví dụ như mấy con này là còn mạch và chạy được nha các bạn. Nhưng mà mình hôm nay mình sẽ không chạy bằng mạch riêng của nó, mà mình sẽ chạy bằng cái điều tốc xe đạp điện. Điều tốc này thì hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn cách mod nó lại để nó chạy được điện áp 12V rồi. Chúng ta có thể chạy từ 10V cho tới 24V đều được. Thì đây một cái điều tốc nhỏ thôi. Điều tốc này là điều tốc 6 phép thôi. Thì mình đã làm 3 cái đầu ra và 2 cái đầu dây nguồn. Ở đây mình dùng cái biến trở để làm dây ga luôn rồi. Thì hôm nay mình sẽ test thử tất cả các cái con này cái chạy như thế nào. Một số bạn thì nói là cái điều tốc này nó cũng có nhiều loại, nó kén lắm. Mà mình thì chưa thử cho nên mình cũng chưa biết. Thì trước hết là mình sẽ chạy với cái con nhỏ này. Con này. Con này thì hôm trước mình đã đục mạch ra bỏ rồi các bạn. Và nguyên bản của nó đấu hình sau thì mình vẫn để đấu hình sau, mình chưa có thay đổi. Hôm trước mình có thử đấu là hình tam giác nhưng cuối cùng mình đổi là hình sao cho nó rồi, trả lại nguyên bản cho nó. Thì chúng ta nối 3 dây pha vào cái 3 dây pha của điều tốc nè. Rồi, mình sẽ cấp nguồn cho nó. Thì để cấp nguồn cho nó mình dùng cái pin 3S nhỏ này thôi. Dùng pin 3S nhỏ này mình cấp nguồn. Dụt một dây pha ra rồi. Thì hôm nay mình sẽ cho thử chạy hết mấy cái con motor này bằng cái điều tốc xe đạp điện, thử coi nó chạy được không. Thì đây bắt đầu nó khởi động rồi các bạn. Đó. Con này mình rất là thích nó luôn các bạn. Nó rất là nhỏ nhưng mà nó chạy im như lắm. Chạy cực kỳ im luôn. Con này trước mình định lấy con này để chế quạt nhưng mà cái cốt của nó nhỏ quá các bạn. Đây cốt của nó, cốt này hình như có 4 ly hay gì thôi, rất là nhỏ. Còn đầu bên này thì nó được khoảng 6 ly. Nhưng mà con này nó chạy rất là im, rất là thích. À, các bạn thấy không, im ru luôn. Bây giờ mình sẽ đo thử tốc độ của từng con thử coi như thế nào nha. Con này mình đã có dán cái miếng giấy rồi nè, để mình lấy máy tốc độ mình đo luôn. Thì ở đây mình chạy bằng nguồn pin 3S 12V thôi. Con này khó đo quá, dán nó không lên các bạn. Đây, con này chạy được khoảng 2240 vòng trên phút. Con này hình như cái miếng giấy này mình dán nó đo nó không chính xác. Giấy này đo nó trắng quá, khó đo. Motor nó trắng quá. Đúng rồi các bạn, khoảng 2240 vòng. Rồi, bây giờ mình sẽ thử với con motor khác nha. Tiếp theo là cái con motor này cũng là motor tháo từ máy photocopy, nhưng con này nó rất là nặng luôn các bạn, nặng lắm luôn. Con này hình như là trục cũng 6 ly chứ không phải 8 ly, để mình coi thử không biết mấy ly không biết. À con này trục là 7 ly mấy, chắc là 8 ly các bạn. Để mình khui cái này ra luôn. Rồi. Sao cái trục trên này nó lại bé tí? Trục trên này nó có chút xíu vậy các bạn. Trên này nó chỉ có khoảng 4 ly hay rưỡi rồi các bạn. Rất xíu à. Ở dưới này thì trục nó, cốt nó rất là to. Có thể để mình đục cái con này ra mình coi cái cốt bên trong của nó như thế nào. Nhưng mà con này cầm rất là nặng. Rất là nặng.
Thì mình đã bỏ mạch ra rồi, thì con này nguyên bản của nó vẫn là đấu hình sao các bạn. Đấu hình sao. Thì ở đây mình kẹp dây pha vô cho nó nè. Con này hôm trước mình dùng để mình test mấy cái motor, test mấy cái điều tốc. Cho nên mình làm sẵn ba cái kẹp cho nó luôn rồi để mình test điều tốc. Thì mình sẽ chạy nó thử với cái điều tốc này. Con này chạy cũng khá nhanh các bạn. Bản thân mấy con này đều là chạy 24V hết. Nó là motor nguyên bản 24V. Nhưng mà con này nó chạy mình không thích đó là nó ồn, kêu quá. Xe xe. Rồi. Cho con này quang bên đi, con này chạy ồn quá không thích. Bây giờ tới cái con nhỏ này. Con motor này thì hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cách đấu dây để cho nó chạy nguyên cái này, nó còn mạch trong này và còn phép trong này luôn này các bạn, còn IC trong này luôn, nguyên cái mạch này vẫn còn chạy được bình thường. Tuy nhiên mình để nguyên mạch đó mình không xài, nhưng mà mình xài ba cái pha của nó nè. Nó có ba dây pha, 4 dây ra này các bạn, 4 dây ra, nhưng điểm này là điểm chung, còn 3 dây này là 3 dây pha, tức là nó vẫn là đấu hình sao các bạn. Thì con này rất nhỏ gọn, thì thường con này nếu để nguyên mạch thì các bạn làm quạt, nếu chế quạt 12V á thì chế chạy được quạt cánh nhỏ thôi các bạn, quạt cánh khoảng 20 thôi, cánh lớn quá nó chạy không nổi, nó tự ngắt à, nó tự bảo vệ trong này nó ngắt. Thì hôm nay mình sẽ cho nó chạy với cái điều tốc này. Con này hôm trước thử rồi thì nếu như chúng ta gắn cánh 30 là chạy không nổi các bạn, mấy bạn gắn cánh 20 á thì chạy được, cánh quạt 20 thôi. Đây, bây giờ mình thử nó vô đây. Đó. Con này hồi nãy mình chưa tắt cái điều tốc là nó chạy luôn nè các bạn. Rồi bắt đầu nó quay rồi nè. Con này quay cũng khá là im các bạn. Không ồn. Tuy nhiên tốc độ của nó thì mình thấy cũng không cao lắm. Và nó cũng không mạnh các bạn, mình hoàn toàn có thể ngắt được nè các bạn. Đây mình cho nó chạy hết ga, mình bóp nó ngắt luôn nè, đứng luôn nè. Đó. Con này rõ ràng là nó chạy không mạnh các bạn, yếu thôi. Các bạn muốn chế quạt thì con này chỉ chế chạy quạt cánh 20 trở lại thôi, chứ không cánh 20 thôi chứ không không mạnh hơn được. Con này chạy yếu mình bóp cái nó đứng luôn nè. Đó, đứng luôn. Con này khá là yếu. Tuy nhiên là chạy cũng rất là im. Thì con này hôm trước mình có dùng trong một cái mạch, đó là dùng để làm cái mạch cuốn giấy, mạch đẩy giấy của cái máy máy chấm bài trắc nghiệm đó các bạn, máy chấm thi trắc nghiệm đó. Hôm trước mình có làm bên một kia một cái chạy cũng rất là được, công việc của nó tải nhẹ thì nó chạy ok. Tiếp theo nữa là tới con motor này, cũng là motor Hynix của 24V tháo từ máy photocopy. Con này mạch này phải cấp xung cho nó mới chạy nha các bạn, nếu xài mà nguyên mạch này. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ không xài cái mạch của nó, mà mình sẽ lấy 3 dây pha của nó để mình thử thôi, để mình hàn 3 dây pha vô cái. Mình sẽ hàn vô 3 dây pha bất kỳ này. 1 dây nè, 1 dây chung các bạn bỏ nha, mình chỉ hàng 3 đầu dây thôi, để tức là mình đấu dạng hình sao nguyên bản của nó, còn cái dây chung ta bỏ, chúng ta không có hàng. Rồi ta sẽ nối thử vào điều tốc. À, giờ mình sẽ tăng tốc chạy thử nữa. Đấy, cũng nhanh đấy các bạn. Con này bóp là không nổi các bạn. Mấy con mà nó chạy bằng cái rotor ở ngoài này, cái rotor ở ngoài này là mình bóp không nổi đâu, nó cái lực từ nó mạnh hơn so với mấy cái con mà nó chạy bằng cái lõi bên trong các bạn.
Mà mấy con này tiếc cái là đều là trục 6 không các bạn. Các bạn muốn chế thành quạt thì phải xài trục 8, mình đổi trục thì mới dễ. Còn cái này nó chạy trục 6 thì nếu ấy mình phải đóng cốt vào mà khó. Xài vậy thì khó xài thuốc năng được. Thường mấy con này mình không thích xài cho nên mình cũng còn thảy đây, mình chưa có chế. À, như vậy là với điều tốc xe đạp điện thì mình thử luôn mấy con còn lại luôn thử coi. Đây mình có một con nè, con này mình cũng đã hàn ba cái dây pha ra rồi nè. Con này cốt cũng khá là to, tuy nhiên đầu này nó chỉ 6 ly thôi chứ không phải là 8 ly các bạn. À, con này nó chạy thì công suất chắc là lớn cho nên là nó có con phét, có tản nhiệt luôn rồi, con IC có tản nhiệt luôn rồi các bạn. Đó, mạch của nó dài. Mấy con này thì không thích chế quạt, lý do nếu để nguyên bản vậy thì cái mạch nó dài rất là vướng. Nếu chế quạt thì các bạn nên chế bằng cái điều tốc xe đạp điện hoặc là các bạn mua cái điều tốc motor không chổi than. Đây mình thử nó nè. Đó, con này chạy cũng rất là ồn các bạn, được cái là nó chạy nhanh, nhanh hơn mấy con kia nãy. Quay tít mù nhanh hơn nhưng mà ồn quá. Con này chắc là cái phần đạn ở bên trong nó khô quá các bạn, đạn ở trong nó khô thì nó chạy không im lắm. À, thấy con này quăng bên luôn đi. Còn lại con này, con này thì mỏng, bề ngang thì cũng khá to, con này cũng bằng mấy con kia, lớn hơn mấy con kia một tí, bề ngang nó 62, đường kính nó 62, nhưng mà trục này chiều này thì nó mỏng, xài cũng trục 4 ly 5 ly rồi các bạn, trục này 5 ly rồi. Nhưng mà khổ cái con này bây giờ nó hàng bốn cái đầu dây đó, nó nằm ở trong không mở ra được các bạn, mở phải đục ra mới được, nằm tuốt ở trong, nó giấu ở đâu ở trong rồi không thấy được. Con này hôm trước mình chạy bằng nguyên mạch của nó thì nó chạy khá là im các bạn, con này chạy nghe im lắm. Con này cũng phải cấp xung cho nó thì nó mới chạy được, cấp xung. Con này hôm trước mình cũng có chạy thử rồi cũng khá là im, nhưng mà chạy nguyên mạch chứ mình chưa có chạy bằng cái điều tốc này. Rồi thì với tất cả các cái motor mà mình có ở đây, motor roulette mình tháo từ các cái máy photo, máy in thì sử dụng cái bo điều tốc này đều có thể chạy được hết các bạn. Thì trong đó thì có một con nhỏ là mình thích nhất, cái con bé này. Con bé này hôm trước là cái mạch riêng của nó là không cần phải xài cái điều, không cần phải xài cái mạch cấp xung, tức là chúng ta chỉ cấp nguồn là nó chạy thôi, nhưng vô tình mình làm chạm cái chân vô con IC, chạm chân nguồn vô IC cho nên nó nổ con IC, thế là xong. Thích nhất là con này, chạy rất im luôn, nhỏ chạy im mà nhanh nữa. Nhưng mà không biết dùng để chế gì giờ. Chạy khoảng 2.400 cũng khá là nhanh. Rồi thì video này mình chỉ test thử mấy cái con motor của máy photo thử thôi, photo với anh bằng cái điều tốc xe đạp điện hôm trước mình đã mod lại nè. Thì ngoài cái điều tốc đó, hôm trước mình còn mod một cái điều tốc to bạo chẳng như thế này nè các bạn. Cái này nó tới 15 phét lần các bạn. Con này tới 15 phét, so với con này nó gấp mấy lần con này. To đùng. Con này 15 phét. Mình tháo ra thấy cái mạch nó rất là im, hôm trước mình đã mod lại rồi, nhưng con này nó hơi kén motor nha các bạn. Các bạn phải dùng một cái mạch cầu diode cho nó. Nếu như chúng ta bỏ mạch ra thì chúng ta mới, đối với motor nhỏ này chúng ta phải nắn một cái cầu diode cho nó thì nó mới chạy được. Rồi thì video này mình chỉ làm cái video để test thử mấy cái động cơ này thôi, chứ cũng không có sáng chế gì, không có làm thêm cái gì. Rồi, chúc các bạn vui vẻ. Nếu các bạn xem thích thì đăng ký kênh giùm cho mình ha, để mình có nhiều cái động lực ra nhiều cái video khác hay hơn.
Chúc các bạn thành công và nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn.